Liên quan đến vụ việc một cháu bé tử vong trên xe đưa đón của trường học ngày 30 tháng 5, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người để tiến hành điều tra theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với người đảm nhiệm việc đưa đón học sinh bằng xe đưa đón trẻ của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 vào sáng ngày 29 tháng 5. Qua khám nghiệm tử thi xác định cháu bé ở trên xe ô tô trong khoảng thời gian dài, trong dạ dày không có thức ăn và ở trong không gian hẹp, nóng dẫn đến tử vong. Thưa quý vị, trước vụ việc đau lòng trên, ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành ngay công văn gửi các cơ quan đơn vị địa phương để kịp thời chấn chỉnh hoạt động đưa đón trẻ khi đến trường, yêu cầu rà soát kiểm tra hoạt động của các trường lớp mầm non, nhất là hoạt động của nhóm lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình. Kiên quyết xử lý, đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ trẻ không phép, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn đối với hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện nghiêm quy định đưa đón học sinh bằng xe ô tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh. Đánh giá vụ trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón là việc nghiêm trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình báo cáo sự việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình cháu bé, cũng như thực hiện các giải pháp để đảm bảo ổn định việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của trường mầm non Hồng Nhung và các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 200kg ma túy được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tham gia thực hiện chuyên án A4244P đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Cục Cửa khẩu và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Lúc 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng của ban chuyên án phát hiện, bắt giữ một phương tiện cùng 8 đối tượng, thu giữ 44 bánh heroin và hơn 181 kg ma túy các loại. Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Chiết đã đến thăm, động viên, đồng thời trao thưởng nóng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh chuyên án. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà, trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị, hiện nay chưa có đường tránh. Các phương tiện liên tỉnh phải đi qua trung tâm thành phố với mật độ dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đặc biệt sau khi tổ chức phân luồng, cấm xe trọng tải lớn đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn, số vụ tai nạn trên tuyến này đang gia tăng trở lại. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5, trên cao tốc Cam Lộ La Sơn địa phận qua tỉnh Quảng Trị, đến nay chưa ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào. Trong khi đó, tại quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông. Tất cả đều liên quan đến xe đầu kéo và xe khách giường nằm trên 30 chỗ, làm chết 3 người, bị thương 1 người, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tôi thì ở gần quốc lộ 1A, một lần mà cái xe cổ mà nhất là cái xe khách với đầu kéo, chạy qua rất là ồn mà nó kiểu nó vượt nhau nữa. Nó lấn người dân đi xe máy qua đường đấy là phải nói là khiếp sợ. Vì nó chạy đường thì hẹp. Đường nó vẫn đông lên và nhiều khi nó gây ùn tắc nhiều. Đi cái tuyến đường 1 nhưng mà nó lâu quá thì chúng tôi vẫn phải đi thôi. Như theo chúng tôi thấy là đi chậm hơn không được đi như mọi khi. Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Trị còn hơn 200 đường nhánh đầu nối cùng mức. Lưu lượng phương tiện tại các điểm giao rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Trước cái áp lực là phương tiện gia tăng, thì phòng PC08 Công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường cái lực lượng phương tiện tập trung cho tuyến quốc lộ 1A. Trung bình là mỗi ngày chúng tôi bố trí từ 4 đến 5 tổ tuần tra thường xuyên liên tục khép kín 24/24 giờ trên tuyến quốc lộ 1A. Trước thực trạng này, ngày 22 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp tục có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị thay đổi phương án phân luồng giao thông, đồng thời cần rà soát và khắc phục,
bổ sung các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A nhằm tạo sự an tâm, tin tưởng cho nhân dân.